bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Shop Thuốc Cơ Vết Sinh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là giới thiệu các giống bọ hiện đang có ở Shop Thuốc Cơ Vết Sinh cho các bạn ha. Thì trên đây mình đó là hai cái khay chuột ha, chuột bọ và ú các bạn. Thì bên đây á là các bé bọ Việt Nam này các bạn thấy không? Đó, với đặc điểm á là ba cái màu nè. Thường là bọ Việt Nam sẽ có ba màu các bạn ha. Màu vàng, màu trắng và màu đen. Đó. Còn trên tay mình ở bên đây phải của mình đây á là các bé bọ Mỹ các bạn ha. Thì các bạn nhìn qua hai bên là các bạn có thấy một cái sự khác biệt rõ rệt các bạn thấy không? Đây, ở đây là mấy em bầu Mỹ rất là dạng luôn các bạn thấy không? Đây, có màu hiện tại bên cửa hàng của mình là có màu trắng nè, màu vàng mơ nè, cũng như màu vàng bò các bạn. Đây, thì các bạn có thể thấy khi mà để hai bé bọ lên nhìn thì các bạn có thể thấy là cái sự khác biệt nhiều với hai giống bọ. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều giống bọ khác nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu từ từ. Hôm nay trong cái clip này là sẽ giới thiệu cho các bạn biết là ở tại shop mình hiện đây đang có là bọ Việt Nam này các bạn nha. Rồi có bọ Abi này các bạn, có bọ Coronet ha. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu, chút xíu mình sẽ đem ra giới thiệu hết tất cả những cái giống bọ đấy cho các bạn biết. Để các bạn một lần nữa các bạn tổng quan là những cái giống bọ nó sẽ giống nhau, nó sẽ khác nhau như thế nào các bạn ha. Các bạn ơi, đây là cái giống bọ Việt Nam này các bạn. Thì bọ Việt Nam các bạn biết sao đặc điểm của mấy bé nó như thế này các bạn ha. Nhìn vô đặc điểm chung của mấy bé đây, các bạn đều thấy là những cái bé này nó đều có mang đặc điểm là ba màu. Ba màu các bạn ha. Màu vàng nè, màu trắng và màu đen, các bạn thấy không? Đó, thì nhìn vô mấy bé này là các bạn có thể thấy được nó tai mấy bé nó sẽ không có sụp xuống như bọ Mỹ mà nó kiểu như nó lím lím như vậy các bạn nè. Đó, nó rất là hiền, rất là dễ thương. Thì đây là giống bọ bản địa ở Việt Nam của mình. Thì với đặc điểm là sinh sản tại Việt Nam nên giá thành của nó cũng rất là mềm các bạn ha. Thì giá của mấy em này á, thì là hiện tại là mềm nhất trong các bé bọ ở cửa hàng của mình luôn. Và hiện nay luôn ha. Hiện nay trên cái thời gian video này đang ra thì bên mình đang có chương trình khuyến mãi giảm 50% cho bé thứ hai. Nên là bạn nào mà thích nuôi bọ thì các bạn có thể tìm hiểu giống bọ đầu tiên, hoặc là mình là những người mới nuôi, điều kiện kinh tế chưa nhiều thì các bạn có thể chọn giống bọ này. Cái em bọ này nó cũng rất là hiền, cũng rất là thông minh các bạn ha. Đó, các bạn thấy nhìn rất là dễ thương các bạn. Nhìn dễ thương nha, bé nào cũng hiền hết các bạn. Đó, uống nào này các bạn thấy không? Đây bọ Việt Nam thì hiện tại bọ Việt Nam bên mình là có rất là nhiều các bạn ha. Thì đây là một số bé mình đem lên quay phim cho các bạn xem thôi. Và còn rất là nhiều bé nữa nên các bạn hãy ghé cửa hàng của mình để lựa chọn thoải mái mấy bé ha. Thì đó, với đặc điểm là ba màu nè, lỗ tai không có cụp xuống, lỗ tai là dựng lên như thế này. Đó, đây là mấy bé khi mà lớn trưởng thành thì mấy bé còn có thể là to gấp đôi như vậy nữa các bạn nha. Tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái giống bọ Abi các bạn ha. Thì trên cái phân khúc của bọ Việt Nam thì cái đây là sẽ phân khúc của bọ Abi, thì giá nó cũng hơi nhỉnh hơn bọ Việt Nam một chút xíu thôi ha. Thì ở đây là mình sẽ có những cái bé Abi, nó có những cái màu sắc như sau. Thì thường Abi bình thường nó sẽ thường ha, cơ bản nó sẽ có thường là bé hai màu các bạn. Cái bé hai màu như này, màu trắng vàng như này nè. Đó, màu về rất là xinh, rất là đáng yêu. Và cái màu này mọi người rất là chuộng nhiều các bạn ha. Đó. Còn ngoài ra là màu hai màu thì mình cũng có những cái bé màu vàng đen, vàng bò sữa như thế này các bạn. Đó, những cái bé này dành cho những cái bạn nào mà cá tính các bạn. Đó, các bạn thấy không? Tiêu chuẩn nếu một đánh giá một cái bé Abi đẹp á là các bạn biết sao? Bé nó càng nhiều xoáy thì càng được đánh giá cao các bạn ha. Người càng nhiều xoáy thì cái độ lông nó càng xù ra. Đó, như bé này rất là đẹp, nhiều xoáy. Và cái thứ hai nữa, cái bộ lông của nó càng dài, không phải là quá dài đâu các bạn, dài hơn cái loại mà lông ngắn của bọ Việt Nam á. Đó, thì nếu mà càng dài được á thì nó càng tốt các bạn ha, càng nhìn nó dễ thương, càng nhìn nó đáng yêu các bạn. Đó, như bé này bé hai màu luôn các bạn. Và có một số bé thì những cái bé giá nó mềm hơn một chút xíu là những cái bé ba màu ha. Thì có những cái bé ba màu, để mình lấy cho các bạn xem một cái số bé nào nó giá nó mềm. Ví dụ như là bé này thì nó sẽ là giá nó mềm. Thì Abi á thì mình cũng có những cái bé Abi mà giá nó mềm, có những cái bé Abi cao cấp ha. Đây là bé Abi ba màu này các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Bé này sẽ giá nó mềm hơn ha. Để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn lắm nha các bạn nha. Rồi, và đặc biệt có những cái bé siêu đẹp ha. Có những bé siêu đẹp, cái này là do quá trình lai tạo giống, giữ gìn giống rất là nhiều lần á thì mới được có những cái bé mà một màu như thế này. Và cái này là một màu vàng bò này các bạn nè. Đó, thì những cái bé này rất là hiếm có các bạn ha. Thì các bạn thấy trong một cái rổ bọ rất là nhiều như vậy thì là chỉ có một bé màu vàng bò và một bé màu xám khói thôi các bạn. Đó, cái này là mình phải giữ giống, mình phải lai tạo rất là nhiều lần, qua nhiều lần lai tạo thì mới được cái bé này các bạn ha. Cái bé màu xám khói này rất là mê nha các bạn nha. Đây là một cái màu lạ, một cái màu rất là mới trong cái chủng bọ với Abi. Là bình thường là cái màu này nó có ở bọ Mỹ là nhiều các bạn ha. Đó, các bạn thấy rất là đẹp không các bạn? Bọ Abi thì bên mình hiện tại là còn vẫn rất là nhiều hơn so với những cái gì mình giới thiệu các bạn trên đây. Thì các bạn có thể là ghé cửa hàng để lựa thoải mái các bạn ha. Đó,
các bạn thấy rất là đẹp không? Mình là mình cực kỳ mê cái giống này nha, tại vì nhìn nó quá giống sư tử đi nha mọi người ơi. Các bạn nhìn lại một lần nữa nè, bé này nó cũng ba màu nhưng mà rất là đẹp các bạn ha, rất là dễ thương luôn. Rồi, được chưa mọi người? Và sau hai cái dòng bọ phổ thông rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp theo nữa giới thiệu các bạn hai cái giống bọ gọi là hiếm có khó tìm các bạn ha, hiếm có khó tìm nha. Thì đây là cái giống bọ Coronet này các bạn. Đó, những cái bạn nào mà mê cái dòng lông dài thì không có thể nào bỏ qua cái dòng bọ Coronet này các bạn biết không? Thì đặc điểm á là trên đầu á sẽ luôn có một cái xoáy như cái hình bông hoa cúc như này các bạn nè. Các bạn có thể thấy được cái xoáy đầu em đúng không? À, cái bé này là Coronet nhưng mà Coronet màu trắng màu đỏ thì cái màu này rất là đẹp các bạn, nhìn rất là sang luôn. Và đây là cái hiện trạng khi mà bé nó còn nhỏ các bạn ha. Đây là chưa có đủ độ lớn, còn khi mà bé nó khoảng thêm 3-4 tháng nữa và các bạn nuôi kiểu như là các bạn nuôi theo cái chế độ dinh dưỡng mà dưỡng lông cho bé đó các bạn. À, đó thì cái lông của nó sẽ ra và càng ngày càng dài. Đó bây giờ ví dụ như mình sờ lên là các bạn cũng thấy được độ dài sơ sơ của bé rồi đúng không? Ít bữa nuôi nó càng dài dài và rất là dài, nó khoảng cỡ tầm bấy nhiêu cái sợi lông của nó khoảng cỡ tầm 5-6 phân như thế này các bạn ha. Thì đó là khi đó nuôi lên các bạn rất là đẹp luôn các bạn. Đó nhưng mà cái dòng này thì cũng dạng là một dạng hiếm có các bạn ha. Thì với cái gương mặt thì nó cũng sẽ ngắn này các bạn này, các bạn thấy tay cũng rất là bự không? Và sau này lớn lên cái dòng bọ này cái kích thước của bé nó cũng sẽ rất là to, rất là bự các bạn ha. Thì cái dòng bọ này á thì là mình cực kỳ yêu thích cái loại này. Đó, thì giá nó cũng sẽ cao cao hơn so với lại bọ Abi ha, cao hơn bọ Abi. Và tiếp theo đó là một cái dòng bọ bạn nào mà không thích lông dài, không thích chăm lông dài nhiều thì các bạn sẽ thích đến một cái dòng bọ mà là bọ Mỹ này các bạn. Bọ Mỹ là dành cho những cái gọi là dân chơi chính hiệu ha, những cái dân chơi bọ chính hiệu á, mà mình đã nuôi bọ nhiều rồi mình muốn sưu tập những cái bé tất cả cái giống bọ thì cái bước cuối cùng không thể nào bỏ qua cái giống bọ Mỹ các bạn ha. Thì bọ Mỹ đây các bạn, đó bây giờ mình đem một cái bé bọ Mỹ lên các bạn xem nè. Cái này là nuôi rất là đơn giản các bạn biết sao, tại vì lông ngắn không phải chăm sóc nhiều. Cái thứ hai nữa là khi mà lớn lên các bạn, mấy em nó rất là đẹp. Cái mặt á, cái mặt rất là tròn, mặt rất là ngắn các bạn nha. Đó, bọ Mỹ nó khác với bọ Việt Nam ở chỗ là cái mặt nó rất là tròn, rất là ngắn các bạn. Các bạn có thể thấy là cái đôi mắt của nó rất là tròn, cái lỗ tai cũng rất là to các bạn biết không? To đến khi mà hả, to quá thì nó sẽ làm cụp cái lỗ tai xuống như này. Nhìn rất là dễ thương, cái bé này mọi người nhận xét là có gương mặt gọi là mặt nhân hậu các bạn. Thì bọ Mỹ nó có một cái đặc điểm là các bạn thấy là nó thường là sẽ phun một màu như thế này ha. Bọ Mỹ là sẽ thường phun một màu như thế này. Đây là bé bọ Mỹ màu kem các bạn, màu vàng kem ha. Thì những cái bé bọ Mỹ mà hai màu thì thường không có được đánh giá cao bằng những cái bé bọ Mỹ mà phun một màu như thế này. Rồi, tiếp theo đây là mình sẽ có bé bọ Mỹ màu trắng cho các bạn xem nè. Đó, bé bọ Mỹ màu trắng nè các bạn ha. Đó, thì những cái bé bọ Mỹ này thì càng lớn lên á, càng lớn lên mà được chế độ dinh dưỡng chăm sóc đặc biệt á thì mấy bé cái mặt của mấy bé sẽ rất tròn á. Nó giống như dạng có cái nọng ở dưới đây nè, nhìn rất là đẹp các bạn ha, nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Đó, chế độ chăm sóc thì đặc biệt á thì mấy em này sau này lớn lên rất là to các bạn nha. Cái giống bọ Mỹ thì thường nó sẽ to gấp khoảng cỡ gấp 1,5 lần so với bọ Việt Nam các bạn. Đó, chế độ chăm sóc tốt thì nó sẽ như vậy, đây là màu trắng các bạn nha. Đó, rồi mình có bé màu bọ Mỹ màu vàng bò nữa. Hiện tại là đợt này bên mình là bọ Mỹ cũng rất là nhiều ha, các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Còn hai những bạn nào mà mình mới chơi lần đầu nuôi thì các bạn vẫn nuôi được nha, tại vì bọ thì hiện tại là nuôi rất là dễ dàng rồi các bạn. Tại vì là khi mà chăm sóc các bạn biết sao không, chăm sóc thì các bé nó đã có hiện tại đã có những cái nước ăn khô cho bé hết rồi. Đó các bạn cũng có thể là cho thức ăn tươi kèm thêm, nhưng mà thức ăn chính là các bạn sẽ dùng là thức ăn khô cám với cỏ. Thì mấy bé đi vệ sinh thì sẽ rất là sạch sẽ, rất là dễ nuôi các bạn ha. Thì bọ thì được cái là các bạn có thể ôm bé thoải mái, ôm bé xong cũng được. Nó cũng nuôi gần như là giống như thỏ với các bạn ha, chế độ dinh dưỡng nó giống như thỏ. Tại vì bọ với thỏ có thể nuôi chung được các bạn. Mà đặc biệt nó còn dễ cái chỗ là các bạn có thể ôm bé thoải mái và nó cũng có ít cái vấn đề lưu ý hơn so với thỏ. Thì các bạn rất là dễ nuôi các bạn nha. Mà đặc biệt mấy bé này khi mà thấy mấy bạn về nhà mỗi lần mình về là mấy bé biết là rất là biết mừng mình các bạn ha. Biết kêu đặt tên biết lại nha. Và kiểu như là mỗi lần thấy các bạn là mấy bé sẽ kêu rít rít lên, kiểu như là rất là tình cảm các bạn, rất là thân ha, rất là quấn chủ luôn ha nè. Đó các bạn coi như em bọ rất là dễ thương, em bọ thì rất là hiền các bạn ha, hiền tính rất là đáng yêu, rất là dễ thương luôn. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ sơ cho các bạn những cái đặc điểm của các giống bọ ở hiện tại đang có ở shop cửa hàng Mỹ Sinh. Và ít bữa nữa thì có những cái giống bọ nào mới nữa thì mình sẽ ra video giới thiệu các bạn ha. Thì hôm nay là bên cửa hàng mình là cũng có nhiều chương trình khuyến mãi đối với bọ Abi và bọ Việt Nam, thì các bạn có thể ghé lựa chọn thoải mái nha các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.